Khoan ui sau, Android 14 đã chính thức có mặt trên Samsung Galaxy S21 trở về sau. Người người lên khoan ui 6, nhà nhà lên Android 14. Nhưng con Samsung S21 của bạn vẫn chưa nhận được bản cập nhật mới. Bạn muốn trải nghiệm Android 14 nhưng không biết làm cách nào? Đừng lo, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn lên Android 14 cho điện thoại Samsung Galaxy. Các bạn hãy xem kỹ video, tôi sẽ hướng dẫn rất chi tiết và đơn giản. Ai cũng có thể làm được. Trước tiên thì chúng ta cần chuẩn bị một chiếc laptop. Đương nhiên rồi, ta sẽ chạy phần mềm bằng laptop. Một sợi cáp Type-C. Yêu cầu thì sợi cáp này phải xịn và hỗ trợ kết nối với máy tính. Và thứ ba, hãy sạc điện thoại trên 50% pin. Nếu đang up roam mà mất điện hay là mất kết nối cáp hoặc điện thoại hết pin thì sẽ chỉ còn cái nịt thôi. Chuẩn bị đã xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên, hãy vào cài đặt và bật chế độ nhà phát triển bằng cách nhấn vào số hiệu bản tạo trong phần thông tin phần mềm liên tục. Sau đó nhấn vào tùy chọn cho nhà phát triển và bật chế độ gỡ lỗi USB. Tới đây chúng ta sẽ thực hiện thao tác trên máy tính. Hãy truy cập vào đường link tại trang chủ kênh YouTube của tôi beacons.ai cách chéo Thuận Tân Thiện. Tại đây bạn sẽ tìm thấy những link download về ROM, Tool, các phần mềm cần thiết để có thể cài ROM. Bạn tải cho tôi 4 mục. Thứ nhất là phần mềm ADB Installer. Thứ hai đó là Samsung USB Driver. Và thứ ba là phần mềm Odin. Sau đó bạn kéo xuống dưới. Hãy truy cập vào trang web samfw.com. Tôi sẽ hướng dẫn bạn tải ROM đúng cách. Hãy vào phần cài đặt, thông tin điện thoại và sau đó xem mạng máy là gì. Ở đây mạng máy của S21 là 991U. Tôi sẽ nhập 991U vào khung tìm kiếm tại trang web download ROM. Tới đây ta sẽ có được tất cả những phần mềm của S21 5G. Tuy nhiên chỉ có phiên bản nhà mạng Verizon là có Android 14 và tôi sẽ tải phiên bản này về để up cho điện thoại. Chúng ta kéo xuống chọn phần màu đỏ Download SAMFW Server. Chờ một chút. Nhấn vào Download. Tới đây thì chúng ta đã có được 4 file. Việc đầu tiên là hãy giải nén file ROM ra. Trong lúc chờ đợi giải nén file ROM, ta sẽ đi cài đặt từng phần mềm một. Trước tiên, ta sẽ cài đặt driver Samsung USB. Nhấn vào file Samsung USB. Sau đó, nó hỏi gì thì cứ nhấn OK hết. Ở đây tôi đã cài rồi nên tôi sẽ không cài lại nữa. Tiếp theo, tôi sẽ cài phần mềm 15 Second ADB Installer. Nó hiện lên cửa sổ màu xanh, bạn nhấn Y vài lần, sau đó nó hỏi gì cứ OK hết. Cuối cùng, ta sẽ giải nén phần mềm Odin. Sau khi đã cài đặt xong xuôi hết, hãy vào thư mục của phần mềm Odin, sau đó hãy nhấn vào thanh ở phía trên cùng. Gõ cho mình chữ CMD. Sau đó một cửa sổ màu đen hiện lên. Bạn hãy cắm điện thoại với máy tính. Và nếu điện thoại có hỏi bất cứ điều gì như là cho phép gỡ lỗi USB thì bạn hãy nhấn đồng ý. Và trên máy tính hãy gõ cái dòng lệnh ADB Reboot Download rồi nhấn Enter để điện thoại vào chế độ Download Mode. Lúc này file ROM đã giải nén xong. Việc đầu tiên là bạn hãy đổi đuôi, xóa hết tất cả đuôi MD5 của file ROM đi. Chúng ta sẽ xóa các file dư thừa đi, chỉ để lại đúng 4 file như trong video này. Bạn hãy nhìn cho kỹ. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Điện thoại đang ở trong chế độ download mode. 4 file ROM đã được đổi tên xong. Ta sẽ mở phần mềm Odin lên. Sau đó kéo 4 file ROM vào trong phần mềm Odin và nhấn nút Start. Bây giờ ta sẽ chờ đợi trong khoảng tầm 7 đến 10 phút để quá trình up ROM được diễn ra thành công. Sau khi trên máy tính báo patch màu xanh
thì quá trình up ROM đã thành công. Bây giờ máy sẽ được khởi động lại và có thể khởi động lại vài lần. Đôi khi bạn còn gặp vài lỗi lên dòng chữ màu đỏ này. Đừng lo lắng, chọn vào Factory Data Reset và chờ một lúc để máy khôi phục cả gốc, xóa hết dữ liệu. Tới bước này thì chúng ta đã hoàn thành việc up ROM thành công 100% rồi. Nhưng khoan, hãy dừng lại đã. Hãy bật máy lên và cùng nhau xem OneUI 6.0 trên Samsung Galaxy S21 có gì hay ho. Chúng ta hãy cài đặt những cái bước này rất nhanh thôi. Và đây là giao diện màn hình chính của OneUI 6.0 Android 14 trên Samsung Galaxy S21. Tại phần thông tin điện thoại, bạn có thể thấy là phần mềm đã được cập nhật lên Android 14 OneUI 6.0. Về phông chữ thì đã có sự thay đổi. Cá nhân tôi thì thích cái phông chữ kiểu tròn tròn như thế này hơn. Đặc biệt là ở phần thanh thông báo đã có sự thay đổi rất lớn. Tuy nhiên, tôi lại không thích thanh thông báo này lắm. Xem tới đây, chắc hẳn là bạn đã biết up ROM Android 14 cho Samsung Galaxy S21 5G cũng như các dòng điện thoại khác. Các bạn cũng sẽ làm tương tự. Bạn thấy thế nào về hệ điều hành Android 14 mới nhất của Samsung này? Hãy để lại bình luận cho tôi biết với nhé. Và nếu video này hay và có ích cho bạn, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ tôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.